Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh New 10 TV. Nói tiếp trong cái câu chuyện phần 1 về cái câu chuyện của anh Kiên lấy chị Nga bánh mặn, đúng không? Chị kênh New 10 có nhấn mạnh đến chị Nga bánh mặn, nhưng mà không biết chị có mặn như muối lòi không thì từ từ đi, New 10 sẽ kể cho quý vị nghe. Anh Kiên anh lấy chị Nga vì chị Nga chỉ quá đẹp đi. Mà chỉ về thì chỉ cũng thời điểm đầu lấy nhau không, mấy bao nhiêu năm đầu, cả chục năm đầu sống nhau vợ chồng im ấm. Rồi chị Nga cũng sinh cho ảnh được hai đứa, Cà Na xí muội, hai đứa con gái dễ thương lắm. Một đứa thì có nét giống chị, một đứa có nét giống ảnh. Sau đó nữa thì chị Nga trong thời gian đó cũng cùng chồng, là cùng đồng cam cộng khổ, cùng chồng làm kiếm tiền, mưu sinh kiếm sống để nuôi con. Điều đó nó làm cho anh Kiên càng ngày càng yêu thương và trân trọng cái người vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết này. Tuy nhiên, anh Kiên anh không biết được lòng người biến chuyển khôn lường. Ngày hôm nay như vậy, nhưng mà ngày mai thì chưa chắc. Tuy nhiên thôi kệ đi, hôm nay thì mình tính hôm nay. Người ta đàng hoàng tử tế hôm nay thì mình trân trọng người ta. Còn mai sau thì từ từ mình tính. Tuy nhiên sau cái câu chuyện này thì nếu mời thiết nghĩ, quý vị mình cũng hãy giống như là rút ra một cái kinh nghiệm. Đừng có nên tin một cái điều gì mà mình tin nó một cách là sái cổ và tin nó một cách tuyệt đối. Khi mà mình càng tin nó nhiều như vậy, đồng nghĩa lỡ mà nó không được như ý mình, hoặc là lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cái cảm xúc bẻ bàng và hụt hẫng nó rất là lớn. Từ cái cảm xúc đó nó trở nên những cái cơn nóng giận nó kéo tới, và cơn nóng giận nó sẽ lên ở cái mức đỉnh điểm. Thì cái chuyện gì xảy ra mình cũng rất là khó con có thể để nói. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu qua phần 2. Khi mà anh Kiên bây giờ tự nhiên từ một người cho người ta vay tiền, thì bây giờ ngược lại mình trở thành con nợ, đúng không? Bây giờ phải đi nợ người ta, nợ luôn cả vợ chồng đứa em mình là vợ chồng chị Kiếm. Vợ chồng chị Kiếm thì cũng khá khá quá vậy. Nhưng mà chị Kiếm chị cũng khá, chị cũng theo bên chồng cũng khá, cho nên là vợ chồng chị Kiếm sống cũng rất là yên ổn. Anh Kiên mới qua mượn chút đỉnh, là cái lúc mà cho người ta vay mới thành ra là bị người ta giật. Thì bây giờ tự nhiên mình thành là cái người anh mắc nợ em, rồi mình mắc nợ em, rồi vợ mình thì mắc nợ mấy cái người mà người ta chơi hụi vợ mình nữa. Cái thế là bây giờ cái gì, anh Kiên này bây giờ là coi như là thành mà con nợ rất là to. Ảnh mới điện qua nước ngoài cầu cứu ba má, thì ông bà Kính bây giờ thấy con vậy làm sao chịu nổi. Cắn cái tiền mà nghỉ hưu của mình á, cái tiền sau này hưu của mình nè, mới cắn ra một số tiền lớn gửi về cho con, để nó con nó xoay sở thời điểm này, để cho những cái người mà chủ nợ người ta đừng có tới nhà người ta quấy phá, rồi hai đứa cháu nội mình sau ảnh hưởng hai đứa nhỏ. Sau khi mà dàn xếp cũng tương đối là ổn, thì cái phần nợ mà còn khoảng tầm 30-40% cái số tiền nợ còn lại đó, thì ông bà Kính mới kêu anh Kiên á là con kêu người ta là thông thả, hai vợ chồng bay kiếm cái gì đi làm, rồi kiếm tiền dành dụm, rồi trả lãi với lại trả gốc cho người ta từ từ. Bây giờ cái số tiền nợ nó chỉ còn lại có 30-40%, thì chắc là người ta cũng thông thả cho vợ chồng con. Thì đúng thiệt là như vậy quý vị. Những cái người đó người ta đồng ý là sẽ cho thời gian, thí dụ cho thời gian 1 tháng, 2 tháng hay như thế nào, miễn sao mà trả lãi đúng hạn cho người ta, thì người ta sẽ cho mình nợ lại cái số tiền đó trả từ từ. Tại hoàn cảnh của anh Kiên thời điểm đó thì bây giờ mà có làm giữ vô thì anh Kiên cũng đâu có tiền trả quá gì. Sau đó thì chị Nga chỉ mới trở lại cái nghề mà bán bánh ít trần với lại bán bánh mặn. Buổi trưa là bắt đầu mọi người lại tiếp tục nghe cái tiếng rao bán bánh của chị Nga. Cũng có mấy người á, người ta ở xóm khác á quý vị, người ta cũng thắc mắc là hồi trước á con nhỏ này nó bán nè, mình ăn hoài, trưa nào cũng canh xe của nó chạy ngang là mình kêu nó vô mình bà làm mấy dĩa cho mình ăn, đúng không? Mà bây giờ sao tiễn ngưng mấy năm trời nó không bán, tự nhiên sao giờ nó bán lại. Thì cũng có nhiều những cái người mà người ta không có biết cái chuyện mà vợ chồng chị Nga bây giờ mắc nợ đó, thì người ta mới thắc mắc là không biết là nhỏ này sao nó nghỉ thời gian à, tưởng đâu nó nghỉ luôn, ai ngờ đâu là hôm nay nó bán lợi à, mừng quá. Cho nên những cái người mà ngày xưa người ta ăn á, bây giờ người ta ăn nữa quý vị, ngưng thời gian giờ người ta lại ăn nữa và người ta lại rất là thích. Tuy nhiên thì anh Kiên á, thì công việc của ảnh bây giờ làm cái gì đây? Ngày xưa thì có vốn mình cho vay, bây giờ mình không có vốn, mình không có tiền. Bây giờ mình nói chung là như con số 0 đi, bây giờ mình làm gì? Ảnh mới đi làm công, ảnh mới xin vô trong chỗ đó là cái xưởng cân quý vị. Người ta chỗ cái chỗ đó là giống như cái xưởng mà người ta làm cân, bán cân á, mấy cái cân mà cân ký á. Ảnh mới xin vô đó để mà ảnh làm giống như là khuân vác mà bưng bê mấy cái cân nó lên xe tải để người ta đi giao á quý vị. Thì ảnh mới làm cái nghề là giống như là bốc vác ở trong cái xưởng cân. Tuy nhiên thì hồi nào giờ ảnh đâu có làm nặng.
Thật sự hồi nào giờ anh chưa bao giờ làm cái gì mà công việc nặng nề mà lại bị người ta mắng chửi nữa quý vị. Làm công việc khuân vác á, nó vừa nặng, vừa cực mà vừa bị hối hả mà mình làm á, mà lỡ có chuyện gì, lỡ cái cân nó rơi, nó rớt, nó hư á, mình còn phải bị đền tiền nữa. Mà chưa kể là mình lại còn bị la, bị mắng nữa, làm nhanh, làm chậm mày kia nọ lề mề, người ta nói xúc phạm mình những cái câu khó nghe. Nào giờ thì anh Kiên chưa đi làm thuê, trước giờ thì đi là mình tự làm, rồi mình tự phát, rồi mình tự làm chủ của mình luôn. Nên là bây giờ đi làm công người ta anh không có quen. Thế là bây giờ anh mới cãi nhau với cái người mà, cái thằng mà quản lý ở trong cái kho đó, không? Anh mới cãi nhau với thằng đó. Không biết thằng cái anh mà chủ kho ở đó đó, ảnh mới nói gì lại với cái người chủ của cái xưởng tân á. Cái người chủ nó mới đuổi anh Kiên, không cho anh Kiên làm. Ảnh cũng tự ái, ảnh không có thể nào mà năn nỉ được, tại vì mình đã cãi lộn với cái thằng mà bên kho rồi, bây giờ mình đâu có ở lại làm được nữa. Nên là ảnh cũng nghỉ luôn. Lúc đó thì buồn quá, ảnh về ảnh nằm ảnh cứ gác tay lên trán dào dào hoài, thì ông bà Kính mới điện về Việt Nam hỏi thăm vợ chồng con trai với hai đứa cháu nội. Điện về thấy con trai nằm cà dào hỏi vợ, thì chị Nga chỉ nói là anh Kiên nay bị người ta sa thải, không cho làm, đuổi không cho làm, cãi lộn xích mích ở trong chỗ làm rồi chủ người ta đuổi, thấy không? Thì chị Nga chỉ nói vậy. Ông bà Kính nghe xong lại thở dài, thở hơi lên thở hơi xuống, nó mệt quá gì, cũng thương con trai. Hai ông bà này mới đêm đó nằm nhau mới tâm sự, mới nói thôi bây giờ không thấy tôi với ông bây giờ làm giấy tờ đưa rước cái thằng Kiên này nó qua Mỹ đi, kiểu dạng vậy quý vị. Thì thật ra là hai vợ chồng này bây giờ thuộc dạng là U60 rồi, làm giấy tờ đón anh Kiên qua thì cũng được đi, nhưng mà bây giờ một mình anh Kiên thì được, chứ mà đò mà để sau này anh Kiên ổn định anh Kiên mới đón vợ con qua, chứ bây giờ một mình ổng bả mà đón cả gia đình qua là mệt mỏi tâm hồn, mà nuôi cả đám tiền đâu quý vị. Thì ông bà Kính này mới điện về, sau đó thôi sắp xếp thì ông bà Kính mới điện về nói với con trai á là bây giờ con có chấp nhận là đi qua Mỹ không, nhưng mà con phải đánh đổi là con bỏ vợ con ở bển này nha, vợ con ở bển này nha. Nếu mà con chịu thì con qua bên đây rồi cũng đi làm giống như cha bay hồi xưa, giờ làm hãng nè, cũng kiếm được tiền, rồi từ từ con còn trẻ còn khỏe, con làm được tiền rồi con dành dụm, rồi con tiết kiệm thì từ từ con sẽ khá, rồi con gửi về cho vợ con cho nó trả xong nợ ở bên Việt Nam. Khi mà nó trả xong nợ bên Việt Nam rồi là coi như khỏe, lúc đó nếu mà con muốn về Việt Nam ở vợ con luôn thì tùy con, còn không á thì con ổn định cuộc sống bên Mỹ và con thích cuộc sống ở bên đây rồi đó, thì con có thể là làm giấy tờ đón vợ con qua. Khi mà nghe cha mẹ mình nói vậy quý vị, thì các anh Kiên này ban đầu á thì anh nghe cũng hợp lý, những cái điều cha mẹ nói thì rất là hợp lý, qua Mỹ đi làm kiếm được tiền đô rồi gửi về cho vợ đặng vợ trả nợ, thì thật sự là như vậy nó sẽ rút ngắn được thời gian trả nợ, mà như vậy á thì vợ mình có thể là lo được cho vợ con mình, đời sống nó cũng đỡ chật vật hơn bây giờ, tương lai sau này mình cũng có thể lo cho vợ cho con. Tuy nhiên có một điều nó làm cho anh Kiên hơi do dự, đó là bây giờ bỏ một mình ba mẹ con bên đây, chị Nga cũng là phụ nữ mà hai đứa con gái nó cũng là con gái, rồi ba mẹ con nó thui thủi ở trong nhà thì anh cũng hơi lo, với lại anh cũng sợ ba mẹ con nó buồn, hồi nào giờ quen là có cha ở nhà, giờ không có sợ ba mẹ con nó buồn. Và quan trọng hơn nữa là trong lòng của ảnh là ảnh cũng ghen. Không phải là ảnh ghen cái gì mà ảnh sợ vợ ảnh đẹp như vậy. Mặc dù đẻ hai đứa mà vợ ảnh tướng tá phọt phiết đồ vẫn còn ngon lành, da vẫn trắng trẻo, mặc dù là đi bán bánh ở ngoài trời nhưng mà bà che chắn kỹ lưỡng sao mà nó vẫn trắng trẻo. Mặt thì vẫn đẹp, giống Lý Gia Hân mà mặt vẫn đẹp. Thì bây giờ ảnh sợ qua Mỹ, ảnh cũng sợ là qua như vậy rồi không có vợ chồng, không có gần bên nhau, rồi lỡ vợ mình bị người khác nó dụ sao, phải không? Ảnh cũng lo, ảnh cũng sợ vợ bị mất vợ quý vị. Thì cái lo của ảnh là nó nằm ở cái chỗ đó, cho nên là ảnh cứ do dự vậy đó. Thì chị Nga chị cũng hỏi thăm, thấy chồng cũng nằm rồi do dự rồi cũng cà dào, chị mới hỏi làm sao vậy anh, em thấy cha mẹ tính cái đường vậy em thấy cũng êm. Tại vì chị Nga chị cũng sợ cái cảnh mà hai vợ chồng bây giờ mà phải đi trả nợ rồi mai mốt hai đứa con đi học rồi nuôi hai đứa con đủ thứ chi phí cũng lo quý vị. Chị Nga chị mới nói với chồng là em thấy cha mẹ tính vậy cũng êm mà, với lại cơ hội đi Mỹ nó không phải dễ mà có. Bây giờ tự nhiên cha mẹ chịu mở lên tiếng mà nói làm giấy tờ đón anh qua thì anh cứ đi đi. Ở đây em một mình với mấy đứa nhỏ vẫn được bình thường mà, có sao đâu anh. Với lại là hai đứa con gái mình nó cũng lớn cứng cáp rồi, nó cũng đâu phải là còn chút ép còn nhỏ gì đâu mà anh lo. Thì bây giờ tụi nó đi học rồi, tụi nó tự đi học, tụi nó tự về nhà được mà, em cũng đâu đến nỗi mà cực đâu. Rồi công việc thì em vẫn buôn bán điều điều, vẫn bán vậy thôi.
thì cái nhịp sống làm sao, thì bây giờ cái nhịp sống nó cũng vậy, nó chỉ khác ở chỗ là không có anh bên cạnh thôi. Nhưng mà anh phải tin em chứ, em đã bao nhiêu thời gian qua em ở đây sống với anh, trải qua bao nhiêu sóng gió trong cái cuộc hôn nhân hai vợ chồng mình đồng cam cộng khổ không biết bao nhiêu lần, không lẽ tới lúc này mà anh còn chưa tin em? Chị Nga chị mới nói vậy quý vị. Thì thật sự một người đàn ông khi mà nghe người vợ mình nói vậy, thật sự mình nghe mình cũng có cái sự an tâm lắm quý vị. Vợ nói mà vợ nói một cách rất là tự tin, em đã cùng anh trải qua sóng gió thì không lẽ nào đồng cam cộng khổ hết mấy lần như vậy. Hai vợ chồng ha, bàn tay trắng làm nên hết mấy lần như vậy, không lẽ tới lúc này mà anh còn do dự không tin em? Nói tới đây thì anh kia anh cứng họng luôn, anh nói gì được quý vị. Nên bây giờ dù là trong lòng của ảnh, ảnh cũng lo. Nhưng mà sau đó thì ảnh nghe vợ nói trấn an tinh thần thì ảnh cũng mừng. Và ảnh cũng hạ quyết tâm là thôi thì bây giờ mình phải đánh đổi thôi. Mình phải chấp nhận đi Mỹ để mà mình đổi lấy tương lai gia đình sau này nó sung sướng hơn. Đặc biệt là tương lai cho hai đứa con gái về sau. Biết đâu mình qua Mỹ ổn định, mình đón vợ con qua hai đứa con gái. Mai mốt nó qua được Mỹ, nó sống ở bên Mỹ. Rồi nó lấy chồng ở bên đó, thấy không? Rồi là coi như là đời mình nó nở hoa luôn từ đây. Vì là suy nghĩ như vậy, trắng đêm trời cho đến sáng ngày hôm sau, qua ngày hôm sau thì ảnh mới liên lạc cho cha mẹ bên Mỹ. Ảnh mới nói với ông bà Kính là thôi bây giờ con đồng ý, cha mẹ làm giấy tờ đón con đi. Thế là lất lất quý vị, thời gian nó trôi qua cho tới ngày mà coi như anh Kiên này có giấy tờ thành công. Khi mà ảnh sang bên Mỹ quý vị, thì nêu 10, cái này nêu 10 đang kể tóm tắt mà, thì khi mà ảnh sang bên Mỹ, trước lúc ảnh đi, ảnh khóc lên bờ xuống ruộng vì xa vợ xa con. Thương vợ thương con lắm, ông này ổng nặng tình lắm quý vị, nói chung là đàn ông mà nặng tình nó cũng khổ gì không. Mà đàn ông mà lạnh lùng quá thì cũng mệt, thấy không? Đàn bà cũng mệt, mà đàn ông mà nặng tình quá thì đàn bà cũng mệt, mà đàn ông mà lạnh lùng quá đàn bà cũng khổ, phải không? Cái thế là bây giờ thì anh Kiên trước lúc đi cũng khóc rồi, cũng ôm vợ, cũng hung vợ đồ này kia, cũng xót ruột lắm. Sợ mà quý vị, sợ bị mất vợ mà. Cái thế là khi mà trước khi mà ra sân bay tiễn chồng, chị Nga còn nói ở bên tai: anh yên tâm đi, em đã nói với anh rồi, anh phải tin em. Với lại còn hai đứa con gái nữa, làm cái gì em cũng sẽ nhìn lại hai đứa con gái của mình mà, anh yên tâm. Ra tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi, mà chị Nga còn thủ thỉ ở bên tai trấn an chồng, rồi nắm tay chồng, rồi bóp bóp tay chồng. Thì em hỏi với em quý vị, anh Kiên á, vừa thương mà vừa lo, mà vừa cũng có cái gì đó gọi là chị cũng có cái niềm tin quý vị. Lo thì lo nhưng mà cũng có cái niềm tin chút đỉnh ở vợ. Hành trình qua bên Mỹ ban đầu thì cũng hồ hởi lắm. Qua tới nơi rồi gọi điện về cho vợ nói chuyện đồ cũng vui vẻ, sảng khoái tinh thần lắm. Anh qua tới đây rồi đồ này kia nè, cha nè, mẹ nè, quay hình, quay đồ cái gì cũng dữ dội lắm. Mới qua mà còn hồ hởi lắm, để coi từ từ sao. Sau khi mà qua bển quý vị, thì ông Kính nói nào ngay, ông cũng giới thiệu cho con trai mình vô trong cái hãng á, để mà nó làm. Anh Kiên vì là anh không có biết tiếng Anh, tiếng U gì hết trơn á, thì vô trong hãng anh làm lương nó phải ba cọc ba đồng rồi. Chứ sao so với những cái người mà người ta làm trong hãng mà người ta tiếng Anh người ta nói ổn đúng không quý vị? Lương của anh Kiên nó cũng phải thấp hơn đôi chút. Thời điểm lúc đó thì coi như là anh Kiên qua đó, thì mỗi ngày đi làm là cũng đi cùng cha, rồi về cùng cha. Thế là bây giờ ông Kính quý vị, mỗi ngày đi làm là phải nai theo lớp thằng con, lớp bà vợ nữa. Bà vợ bả mần công việc của bả, rồi xong rồi hai cha con vô hãng làm công việc của hai cha con. Cái thế là quý vị thấy không, bây giờ là hộ gia đình gồm có 3 người nhưng mà chỉ có một cái xe thôi là làm nên tất cả, quý vị thấy dữ dội chưa. Sau đó thì anh Kiên anh đi làm trải dài như vậy là coi như cũng được 1 tháng 2 tháng, hàng tháng gửi tiền về cho Việt Nam, về Việt Nam cho chị Nga đó, gửi tiền về Việt Nam cho chị Nga. Chị Nga chỉ cũng trả được cái tiền nợ từ từ, bây giờ chị cũng thông thả, với lại chỉ đi bán cái bánh mặn, bánh ít trần á. Thì nói nào ngay là những cái người khách cũ, người ta thấy chỉ bán lại người ta mừng lắm. Người ta ăn rồi người ta ủng hộ, rồi chưa kể là người ta đặt nữa, người ta đặt phần nhiều nữa, 5 hộp, 7 hộp đồ đó quý vị. Cái thành ra là coi như chị Nga này chỉ bán cũng đắt. Nhờ như vậy mà tự nhiên cái bây giờ chị cũng dư giả tiền ra được chút đỉnh. Với lại á, tự nhiên nó may mắn thêm một cái điều nữa, là bên nhà ba má của chị Nga mất không, thì cái căn nhà ở bên cái xóm mà xóm nước đen á, mới bán. Sau đó thì mới chia tiền ra, là coi như anh em mỗi đứa có được chút đỉnh không. Tiền đó là tiền căn nhà ba má bán ra, ba má mất rồi rồi bán ra, thì căn nhà đó chia ra làm 3, làm 4 gì đó, có mấy anh em thì chia đều ra. Chị Nga giờ được mớ nữa. Cái tự nhiên á, anh Kiên qua bên Mỹ được có 3-4 tháng vậy, thì ở bên đây trả xong nợ xong xuôi.
Tại vì bữa hôm nợ là trả hết 60-70%, còn có khoảng tầm 30% không có gì. Cho nên là bây giờ là coi như là nợ trả xong xuôi. Lúc đó quý vị thì anh Kiên này anh mới nói với vợ là thôi bây giờ nếu mà nợ trả xong rồi đó thì bây giờ anh ráng làm, tháng sau anh gửi tiền về cho em. Thì anh có xin cha mẹ chút đỉnh tiền nữa thì gửi về cho em, để có gì á là em đừng có đi đạp xe đạp vòng vòng đi bán nữa. Bây giờ em kêu thợ người ta đóng cho em một cái tủ, em bán ngay tại nhà luôn đi, giống như dạng vậy, như ông bán một cái tủ bánh ngay tại nhà đi, rồi làm bảng hiệu sơ sơ, bảng hiệu đơn giản thôi là được rồi, còn không khỏi bảng hiệu cũng được, mình làm một cái miếng giống như là cái máy hiên á, rồi mình làm cái máy hiên di động rồi có in cái bảng hiệu là cũng được, sẵn tiện là che cái phía trước cho em bán luôn nè, cho nó đỡ nắng đỡ mưa nó tạt vô. Thì khi mà nghe vậy quý vị chị Nga chỉ đồng ý. Nhưng mà bây giờ tiền thì phải chờ anh Kiên gửi về chứ. Cái sao tự nhiên qua tháng sau là tháng thứ tư, là anh Kiên qua Mỹ mới có 4 tháng gì, cái tiện qua tháng sau là tháng thứ tư, cái tự nhiên ổng lọt xọt ở đâu, ổng đi về Việt Nam quý vị, quý vị không? Thì khi mà ổng về Việt Nam, lúc đó thì ổng mới đem tiền về đưa cho vợ, là ổng lấy tiền của ba má, ổng cắn chút đỉnh nữa với tiền của ổng nữa, ổng đưa cho chị Nga. Xong rồi cái ổng mới về để ổng coi người ta làm cái máy hiên với lại làm tủ đồ cho vợ để vợ bán đó, sẵn tiện về thăm vợ thăm con luôn, nhớ quá chịu không nổi không. Thì khi mà về như vậy ở sớm người ta mới thắc mắc thằng này nó mới đi sao mấy tháng nó về rồi, đi Mỹ mà như mà mới mấy tháng nó về vậy quý vị không. Thường á tại vì người ta biết á là Việt Kiều mà một khi mà đi qua Mỹ á ít nhiều gì á thì cũng phải qua 2 năm 3 năm người ta mới về Việt Nam là lúc đầu nha. Còn mấy lúc sau ví dụ người ta làm người ta khá người ta ổn định rồi thì năm người ta về một lần, năm người ta về một lần, đúng không? Còn người nào mà người ta có công chuyện mần ăn gì bên Việt Nam á, đẻ ra tiền á thì năm người ta về 2 3 lần cũng được. Nhưng mà nó phải qua cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà ổn định, quý vị không? Cái giai đoạn đầu ổn định là người ta phải trụ ở nước Mỹ, người ta không có rời đi được, người ta phải ổn định cái đời sống cái đã. Rồi sau đó người ta muốn di chuyển, người ta muốn đi đâu, muốn chơi ở đâu cũng được. Mà sao thằng này nó mới qua Mỹ, nó mới qua năm đầu à, mà chưa gì hết mà 4 tháng, 5 tháng gì là nó về Việt Nam, mà nó trồi về Việt Nam chơi, nó thăm vợ thăm con bình thường quá vậy. Thì ở ngoài quán cà phê nè, tại ông Kiên á là ông có cái quán cà phê ruột, hồi xưa giờ là sáng nào cũng hay ra đó ngồi uống rồi tám chuyện với mấy người đàn ông. Thành ra là ở ngoài quán cà phê người ta cũng nói sầm xì là thằng này sao mà nó về cái mặt nó cà lất cà khất, là tại vì ổng là Việt Kiều mà về cái mặt cà lất cà khất là khất khất. Mà thắc mắc một điều là sao nó về gì mà mới về đi Mỹ đây mấy tháng mà nó về người ta hay vậy ta. À thấy không quý vị không, thì người ta cũng nói sầm xì sau lưng. Tuy nhiên thì cũng có những người mà người ta quá rành thì người ta biết là anh Kiên này rất là thương chị Nga, thiếu điều là đội vợ lên đầu, thương cưng lắm. Bởi nên nhiều người, nhiều bà ở dưới quê cũng nói là ui thằng này nó thương con vợ con Nga dữ lắm, nó về chắc là tại vì nó sợ, nó nhớ vợ con với này sợ mất vợ chứ gì. Thì nhiều người người ta cũng quánh vô cái tâm lý những cái người ta lớn tuổi, người ta đi trước người ta biết quý vị. Thế là cái sau cái chuyến đó về Việt Nam chơi vợ mà ông này ông lất khất thiệt nha, từ hồi qua Mỹ rồi làm mà kiếm được tiền đô về là coi như là mấy tháng thôi, về là coi như cái mặt lất khất ở trên mây á. Mà trong khi trước đó là ổng là con nợ, ổng mắc nợ rồi ổng mới đi Mỹ kiếm tiền với ông, mà giờ về thì cái mặt ổng ở trên mây á, ổng nhìn ai ổng cũng cái mặt ổng giống như là nhiều khi người đó hồi xưa ổng quen đúng không, giờ ổng về ổng nhìn người ta nhiều khi ổng không có chào hỏi gì quý vị, không kêu ghéo người ta, không có chào hỏi. Thì nhiều người người ta cũng ghét ổng lắm. Sau cái lần mà anh Kiên này anh về chuyến đó thì coi như là đã lo cho vợ xong xuôi đó, thấy vợ là coi như có nơi có chỗ, có cái chỗ buôn bán đàng hoàng rồi đó là anh yên tâm mới quay trở về Mỹ. Thì khi mà quay trở về Mỹ là ông bà Kính đã nhắc rồi, con mới vừa qua à, đừng có lọt xọt chạy đi chạy về như vậy là gây sự chú ý, bên sở di trú người ta để ý, hiểu không? Rồi này kia rồi mất công là mệt lắm nha con. Thì ông bà Kính này mới nhắc nhở rồi cái gì. Tuy nhiên tự nhiên về vừa y chang đúng cái gì, qua bển xong là bị người ta nhắc nhở luôn, thấy không? Vừa qua xong là không được bao lâu là ông bà Kính nói con xong, là không bao lâu sau là vài ngày sau là bị sở di trú người ta nhắc nhở là hỏi lý do tại sao mà anh về, mới qua vậy mà tại sao mà anh chạy về là vì lý do gì. Thì lúc đó quý vị, ông Kính không, ổng mới phải lên tiếng, ổng nói rằng á là ông Kính là ổng qua Mỹ nhiều năm rồi, với lại là ổng hồi xưa ổng làm cho mấy cái người nước ngoài nữa, thì ổng biết tiếng Anh khá, ổng mới nói, ổng mới giải thích, ổng giải trình với người ta là tại vì là con nó bên Việt Nam á bệnh nặng quá, rồi nó bên đây nó xót ruột, nó nhớ con rồi nó lo cho con, nên là con tôi nó mới chạy về Việt Nam để nó thăm cháu nội, có gì không. Thì ổng nói như vậy thôi á, thì lúc đầu dĩ nhiên mặc dù là luật pháp ở bên Mỹ người ta rất là rõ ràng, người ta rất là nói chung là cái gì chứ mà đừng có cái kiểu mà lạng lách với người ta ghét lắm, quý vị không? Mà người ta thẳng tay là người ta cũng thẳng lắm. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có lần đầu, rồi nhắc nhở.
nhắc nhở rồi thì mình rút kinh nghiệm, mình đừng có vậy nữa, thì nhiều khi người ta cũng có thể cho qua, quý vị không? Tuy nhiên thì cái người đó cũng có cái tì vết là gây sự chú ý rồi, sở di trú người ta sẽ để ý người đó nhiều hơn. Thì lúc này quý vị, cái ông kính ông giải trình vậy thì bên đó người ta nhắc nhở, người ta nói bây giờ đó là coi như là giống như đại khái, giống như nhắc nhở rồi, đừng có vậy nữa. Bây giờ cái trường hợp này coi như là trường hợp đặc biệt, thì người ta giống như là người ta cũng cho qua một lần này thôi, phải không? Là vì nó liên quan tới là con cái rồi này kia, những cái đó nó liên quan là cái tình người, cái nhân văn, thì người ta có thể là thông cảm cho một lần này thôi. Nhưng sẽ không có bao giờ có cái sự thông cảm nào một lần thứ hai, người ta nói thẳng vậy luôn. Nhưng mà quý vị biết á, luật ở bên Mỹ, một khi mà người ta đã dặn mình một câu rồi, người ta đã dằn mình một câu, người ta nói vậy rồi, là có nghĩa là sau đó nếu mà tao phát hiện là tao thẳng tay là mày đã không có cái vụ mà quỳ lại gian xin năn nỉ hay là nêu lý do gì, dù có chính đáng, dù rằng là cái lý do nó có là thật sự nó xảy ra như vậy luôn chứ không phải là lý do xạo đi, thì người ta không cần biết tao đã nói mày rồi, lần thứ hai không được mà mày vẫn này kia, vậy là sai, là lách luật, vậy là sai, không là người ta vẫn thẳng tay. Thì cái ông nội ông Kiên này, ông cứ tưởng là bên Mỹ chắc giống ở bên Việt Nam, phải không? Là có thể là lạng lách đánh võng này kia, lượn lờ được, cái gì ơi trốn được rồi này kia, rồi bắt đầu là mồm mép xảo trá rồi chắc cũng cho qua. Tại vì ông nghĩ như vậy, nhưng mà ông đã hiểu sai vấn đề rồi. Nước Mỹ nó khác quý vị. Sau đó thì coi như cái lần đó là hú hồn hú vía. Nhưng mà cái sự hú hồn hú vía này là không phải ông Kiên mà là ông bà Kính. Bây giờ ông bà Kính ông lại hồi hộp giùm cho thằng con trai. Thì quý vị biết không, ông bà Kính ông mới điện về Việt Nam, giống như cũng thăm đứa con này, thăm đứa con kia, ông làm cha làm mẹ mà. Thì mới điện về Việt Nam hỏi thăm chị Kiếm. Thì ông bà này nè mới tâm sự với Kiếm, vợ chồng Kiếm bên Việt Nam là anh mày á, bữa nó về nó có qua bên nhà nó thăm con không? Thì chị Kiếm chỉ mới nói là có, con gặp ổng, con cũng chưng hửng, con giật mình luôn. Sự nghe xong ổng mới qua bển ổng về. Thì ba má mới tâm sự với lại chị Kiếm, ông mới nói là bây giờ nó qua đây xong nó bị sở di trú người ta nhắc nhở rồi này kia vậy vậy đó. Mà bây giờ ba má sầu ghê, không biết là thằng này vậy nó thương vợ nó quá rồi, không biết nó có trụ nổi nước Mỹ lâu không. Thì cái chị Kiếm này quý vị, chị mới tức quá, chị nghĩ trong đầu chắc là cái người chị dâu này nè dùng lời ngon tiếng ngọt, chắc rủ rỉ gì đó năn nỉ ông anh mình ông chịu không nổi, ông mới về, ông nhớ vợ ông mới về. Thì cái chị Kiếm chị mới ghét chị dâu đi. Hồi xưa thì không có ghét đâu, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên bắt đầu ghét rồi. Tại vì chị dâu nói cái gì là ông anh mình nghe cái đó giống như răm rắp vậy đó. Rồi xong rồi bây giờ giống như là ông anh mình về rồi làm cho cha mẹ mình bên bển buồn, phải không? Lo lắng rồi ôm cái sự lo. Ba mẹ thì lớn tuổi mà ông anh mình bây giờ lông bông vậy đó. Thì giống như là nghe lời vợ, có hiếu với vợ mà không có hiếu với cha mẹ, để cha mẹ lo lắng. Chị Kiếm chỉ mới ghét chị dâu, không thích chị Nga. Chị mới đi ra ngoài, không bà Kiếm thì cái miệng của bà bolo ba la hồi xưa tới giờ kiểu tưng tưng tưng, cái tính tăng động mà vui vẻ lắm. Bà mới đi chợ, bà mới ra ngoài á, người ta mới hỏi là ê kiếm bữa hôm tao thấy thằng Kiên anh mày nó về vậy đó. Thì bà mới vui mồm quá, giống như là bà cố tình nữa chứ không phải vui mồm, bà mới cố tình bà nói luôn. Thì con vợ của ổng chứ ai, chắc là khóc lóc ỉ ôi gì đó, năn nỉ gì đó, chắc là dùng khổ nhục kế để kêu ổng về chứ gì. Bà chị dâu tôi nhiều khi hả nhìn bả vậy chứ mà đừng nhìn người mà bắt hình dong. Bà Kiếm mới đi ra ngoài mới nói vậy quý vị. Thì quý vị biết mà, miệng đời mà nói một người là hồi là 100 người, 1000 người biết luôn. Cái hồi nữa người này người đồn người kia, cái người nào cũng nói là ông Kiên này là dại gái, dại vợ, ví dụ ông dại vợ, gọi là ổng là đàn ông gì mà nhu nhược, cái gì cũng nghe vợ, gì cũng sợ vợ, giờ đi qua Mỹ lại sợ mất vợ, đàn ông gì mà sống gì giống như là không có cái ý chí, không có cái nghị lực, không cái gì cũng vợ. Cho nên là bắt đầu người ta đồn, thì bây giờ tiếng lành nó cũng đồn xa, mà tiếng xấu nó có đồn 3 ngày liền quý vị, và y chang vậy luôn. Là bây giờ là ông Kiên này ổng gắn cái mác là cái mác sợ vợ, không sợ mất vợ. Thì từ ngày mà chị Nga có cái quầy mà bán mấy cái bánh đó đó quý vị, thì chị mới quyết định là bây giờ ban ngày chị sẽ bán cái gì đó, rồi buổi trưa chị mới bán mấy cái bánh đó. Tức là buổi sáng chị sẽ bán đồ ăn sáng, không ở trong cái xóm đó đó, thì sáng chị sẽ dùng cái xe đó đó chị bán đồ ăn sáng, tức là cái tủ đó đó chị sẽ bán đồ ăn sáng, hủ tiếu hay là bánh canh nuôi gì đó. Rồi tới buổi chiều á, chiều trưa đầu giờ trưa khoảng tầm là 1 giờ, chị sẽ mở chị bán mấy cái bánh, là bánh mặn, bánh này bánh kia. Thì như vậy là coi như nguyên một ngày á, là chị sẽ bán sáng bán rồi chiều bán 2 món khác nhau. Như vậy á, thì nó sẽ sinh lời ra kiếm được tiền nhiều nữa quý vị. Nói nào ngay thì chị Nga cũng ham kiếm tiền, như vậy thì cũng được đúng không? Tuy nhiên từ ngày mà chị có cái ý định là sáng bán đồ ăn sáng, thì anh Kiên ảnh cũng không có cản, vợ muốn làm thì nói chung là anh Kiên ảnh đều để cho chị làm hết á, miễn sao chị vui là được rồi. Ông này ông chiều mà. Cái thế là chị Nga sáng á, chị mới bán cái món á, là bánh mì xíu mại với trứng.
Nhưng mà ăn tại chỗ cũng có, mà mang đi cũng có. Là sáng nào cũng vậy, chỉ đem ra một cái sửng ha, là bên trong đó xíu mại nha, một sửng luôn thơm phương phức rất là ngon. Rồi xong rồi là trứng ốp la đó, thì ai mà muốn ăn là trứng ốp la kèm theo á, thì chỉ sẽ chiên trứng ốp la, là sáng là chỉ bày ra là dĩ trứng để sẵn hết một đống vậy đúng không? Rồi nguyên một cái sửng đó là coi như đem ra. Rồi bánh mì thì do là chỉ sẽ có một cái người chuyên gia là giao bánh mì cho chỉ, cái người này là chủ của cái lò bánh mì luôn, anh này ảnh tên Châu. Thì sáng nào cũng vậy, ảnh sẽ đem bánh mì tới chỗ cho chị, là coi như là bánh mì nóng hổi luôn đó, để ở trong cái cằn xé đúng không. Thì tới tới chiều á, anh Châu ảnh sẽ ghé qua nhà của chị Nga để anh lấy cái cằn xé mà đựng bánh mì lúc sáng đó. Ở dưới quê thì người ta bán bánh mì, người ta bỏ trong cái cằn xé như vậy để cho nó giữ ấm tốt cái gì. Ở bên trên nó sẽ có một cái bao tải nó che trùm lại để cho nó giữ ấm cái bánh mì ở bên trong, để cái độ bánh mì nó vẫn còn ấm và nó cũng ăn nó vẫn còn ngon, nó giòn. Cái thế là coi như là sáng là coi như giao đưa cho chỉ nguyên cặn xé vậy đó. Chiều là qua thu cặn xé không đem về, quý vị không? Sáng hôm sau lại tiếp tục giao cho chỉ mới, bánh mới dạng cứ vậy đó. Thì bây giờ là chị Nga chỉ mới quen được cái anh Châu này. Ảnh là chủ lò bánh mì mà ảnh lại kiểu lấy công làm lời, vừa là chủ mà vừa đi giao bánh mì luôn. Buổi sáng thì thỉnh thoảng anh Châu giao bánh mì vậy xong á, thì anh Châu thấy chị dọn đồ ăn ra đó, thì anh Châu anh cũng qua rồi anh cũng ăn sáng ở tiệm của chị luôn. Nói chung là ở dưới quê mà quý vị lọt sọt nó gần lắm, anh cũng chạy tới tiệm bánh mì xíu mại của chị Nga này, anh tới đó anh ngồi anh ăn luôn, rồi ngồi nói chuyện với chị Nga đồ này kia. Thì riết rồi hai người sao tự nhiên thân với nhau. Cái thế là từ ngày mà chị Nga mở ra bán bánh mì xíu mại buổi sáng á, khách đông á quý vị, thì những cái người ở xóm bắt đầu người ta cũng rải rác, người ta mở ra người ta bán cà phê luôn, bán nước giải khát luôn. Là coi như nếu mà khách mà tới ăn bánh mì xíu mại của chị Nga mà người ta muốn uống cà phê luôn ngay tại đó, thì người ta kêu cà phê ở bên quán kế bên, đem cà phê qua người ta ăn bánh mì xíu mại, người ta uống cà phê sáng luôn, có gì không, ngay tại quán chị Nga. Cái thế là bây giờ quán chị Nga càng ngày càng đông. Nói chung là lai sai là liên tục là có khách, có gì không? Mặc dù là cái mặt tiền nhà của chị Nga, nhà của ba má chị Nga, ba má chồng nè, thì cái mặt tiền nó cũng gọi là cũng rộng, nhưng mà không gọi là quá rộng để chứa khách đông. Tuy nhiên là cái lượt khách mà đi ra đi vô á, là nó liên tục, nó ít khi nào mà quán vắng khách mà không có lắm. Chị Nga chị cũng mừng, từ ngày đó trở về sau thì chị cũng kiếm được bộn tiền, cũng mua được vàng, sắm lại vàng trên người, không chị cũng sắm vàng lại chị đeo trên người. Anh Kiên quý vị thì anh thấy vợ chỉ sau có 2 tháng bán bánh mì xíu mại mà nghe vợ nói là bây giờ vợ sắm được vàng, anh cũng mừng. Tại vì hoàn toàn cái tiền mà chỉ sắm vàng là nhờ tiền mà tiền lời bán bánh mì xíu mại với lại này kia đó quý vị, bán đồ ăn chiều đồ đó. Thì anh Kiên anh cũng mừng. Và rồi quý vị, anh Kiên mỗi lần điện về thì không có còn nghe chị Nga nói nhớ chồng nữa. Tại vì bây giờ công việc chị Nga nó lu bu quá là nhớ chồng gì nữa, phải không? Bây giờ thời gian nó kín mít hết trơn rồi, tối là lo cái gì, chuẩn bị đồ sơ chế cái gì trước rồi sơ chế. Để sáng là bắt đầu mình ra lò là mình hấp xíu mại đồ này kia, thì sáng bắt đầu ra lò là mình bán luôn, quý vị không? Cho nên là công việc chị nó rất là lu bu, nguyên ngày là nó bận rộn. Con cái á, nó nhan nhán ngay tại nhà mà nhiều khi chị không có thời gian để tâm tụi nó nhiều nữa, chứ ở đó là anh Kiên ở xa. Thành thử ra mỗi lần mà anh Kiên chủ động gọi về thì chị Nga nói chuyện. Còn không á, thì chị Nga cũng từ từ là thưa, thớt thớt. Ít khi gọi điện cho chồng ở bên Mỹ lắm, ít khi chủ động mà nhớ gọi lắm. Sau đó thì anh Kiên ảnh mới hay có cái sự mà trách móc với vợ, không? Kiểu trách móc móc giống như là mới về thăm em đây, tôi qua bên đây 2 tháng mấy tôi nhớ em. Tôi thì tôi nhớ em, mà hình như em thì em không nhớ tôi. Không thấy em gọi điện mà cũng không thấy em nói năng gì, nhắn tin nói nhớ tôi một tiếng nào. Tôi nói thiệt tôi cũng tuổi, ở bên đây tôi cũng cài. Thì tôi cũng hiểu được em cài ở bên kia em cũng cực. Nhưng mà cực thì cực, không lẽ nguyên ngày em không rảnh được một chút để mà em nói em nhớ anh hả? Thì cái ông Kiên này ông cũng còn ngôn tình lắm, cái gì ông mới nói vậy, ông mới trách móc chị Nga. Thì chị Nga kiểu như là ban đầu thì chồng trách á, thì chị cũng nghĩ thôi kệ, mình cũng nói đi cho ông vui. Nhưng mà cứ nghĩ đinh ninh là thôi nói một lần vậy là giống như là thuốc giảm đau, nói một lần vậy là xong. Ai ngờ thuốc giảm đau này cắt cử, mà cắt cử này nó đau lại nhanh quá. Cứ dài 3 ngày á, là ổng lại nói chị Nga là sao em không nói nhớ anh. Cứ cách dài 3 ngày lại hỏi vợ là sao không nói nhớ anh. Thì chị Nga chỉ quạo. Ngày hôm đó thì chị Nga chỉ cực quá, công việc nó bận quá. Mà anh Kiên lại tiếp tục cũng ca cái bài đó là tại sao em không nhớ anh. Thì tại sao em không nói nhớ anh, thì chị Nga chỉ mới bực quá, chị mới la. Chị mới nói là vợ chồng á, nhớ có nhiều kiểu nhớ.
có người nhớ để trong tâm, có người nhớ bằng miệng nhưng mà trong tâm không có. Cho nên á, em là cái kiểu nhớ thứ hai. Anh đừng có hỏi em cái gì mà nhớ anh là phải nói. Thì bây giờ nhớ hay không nhớ gì chỉ cần anh nhìn cái cách hành xử là anh biết. Thì anh Kiên mới thấy chị Nga quạo sực lại ảnh, hồi nào giờ chị Nga chưa bao giờ sực ảnh. Tự nhiên bây giờ chị Nga sực vậy thì anh Kiên này anh mới quạo nữa. Anh mới nói là hồi nào giờ em chưa bao giờ to tiếng với tôi. Mà bây giờ tôi buồn, tôi tủi thì tôi than, tôi tâm sự với vợ thì tôi có sai đâu. Mà bây giờ tôi nói em thì em ngược lại em trách tôi rồi em la em tôi, hồi nào giờ em chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Hay là tại vì bây giờ em kiếm được tiền rồi, em tự làm chủ kinh tế được rồi, em sắm được vàng rồi, em không cần tới thằng này nữa. Thì khi mà anh Kiên anh nói nặng như vậy vì anh nói giờ em không cần cái thằng này nữa, bây giờ em giống như là em bất cần hiểu không, em bây giờ em cương với tôi rồi. Thì anh Kiên nói đàn ông mà nói nhiều quá đàn bà cũng mệt quá gì, tại vì đàn ông mà nói nhiều quá là đàn ông đó là đàn ông có tính đàn bà. Thì cái chị Nga này chị mới sực, chị mới nói là bây giờ em mệt lắm, em không muốn nói chuyện với anh nhiều. Có cái gì thì mai hay là mốt hay là chừng nào đó nói chuyện sau đi, chứ bây giờ là em đang quạo lắm, mắc công nói hồi khó nghe. Thì chị Nga chỉ nói vậy xong là chị Nga chỉ tắt máy ngang luôn. Cái gì, anh Kiên ở bên Mỹ bây giờ lòng dạ thấp thỏm. Đêm đó anh nằm mà anh gác tay lên trán, anh dào dào anh suy nghĩ có khi nào vợ mình tự nhiên hồi nào giờ chưa bao giờ như vậy với mình, mà bây giờ vợ mình tự nhiên thay đổi 180 độ. Tuy nhiên cái sự thay đổi này là kể từ ngày vợ mình bán cái xe bánh mì xíu mại nha, không là tự nhiên từ ngày vợ mình bán bánh mì xíu mại buổi sáng nè. Nên là anh Kiên này mới bắt đầu là anh nảy sinh lên, anh nghĩ hay là có khi nào sáng có mấy thằng khách nó tới nó ăn. Tại bánh mì xíu mại buổi sáng rồi ăn sáng uống cà phê thì đàn ông thì cũng tới uống cà phê nhiều mà. Cho nên là anh Kiên anh nảy sinh cái lòng ghen. Anh nghĩ có khi nào là vợ mình bị thằng nào là nó cua rồi, hay thằng nào nó đẩy đưa với con vợ mình rồi. Cho nên bây giờ con vợ mình giống như là thay lòng đổi dạ sơ sơ. Có gì không? Bởi vậy cho nên họ bây giờ mới có cái cách nói chuyện với chồng mà cái kiểu mà dửng dưng như vậy. Đêm đó nằm trắng đêm ngủ không có được. Qua ngày hôm sau cũng cái mặt dào dào buồn buồn. Thì ông bà kính ông mới hỏi thăm là sao mà đêm mà nhìn mày uể oải quá giờ con. Mà trong khi ông bà già không uể oải mà thằng trẻ này nó cứ uể oải hoài, cái gì có khổ chưa? Khổ cha khổ mẹ không? Sáng đó trên xe đi làm thì khi mà đưa bà kính tới chỗ làm thì ông kính này ổng mới đi cùng con trai đi làm. Thì lúc đó gì? Ổng mới trên xe có hai người đàn ông thôi, ổng mới hỏi là con nói thiệt cho cha nghe đi. Bộ vợ mày bển có gì nữa hả? Tại vì em hỏi cái gì gãi trúng chỗ ngứa luôn á. Tại vì ai cũng nhìn vô ông Kiên là biết ông Kiên là ổng mê vợ rồi, thấy không? Cho nên là ổng buồn như vậy là chỉ là buồn vì tình, buồn vì vợ thôi, chứ không có buồn gì cái gì hết trơn á. Không có buồn gì thiếu nợ nữa, tại giờ hết thiếu rồi. Cái ông kính ổng mới hỏi là con sao? Bộ giờ vợ con với con cãi nhau buồn vui gì hay gì mà sao sáng giờ giàu giàu vậy con? Thì cái anh Kiên này anh mới thấy vậy thôi, vợ trên xe không có mẹ, tại vì mẹ mà biết mẹ hay giống như càm ràm, mẹ hay la không? Mẹ ảnh thì cái tiếng nói nó lớn mà. Ảnh mới nói với cha, ảnh nói vợ con thì nhớ nó biết bao nhiêu mà nó không nhớ con. Không bao giờ mà vợ chồng con gọi nó thì nó nghe, mà nói chuyện thì nhiều khi nó nói mà nó không có tập trung nữa, không biết nó làm gì bệnh. Bận biểu dữ lắm hay sao mà con không biết, ban đêm con gọi nó cũng không có tập trung nói chuyện nữa. Rồi còn mà kiểu như là con thì con thấy không bao giờ vợ chồng, mặc dù vợ chồng rồi, vợ chồng bao nhiêu năm đi chăng nữa nhưng mà cũng là vợ chồng, lâu lâu cũng phải có vài câu nói tình cảm. Vợ chồng mình ở xa mà đúng không cha? Thì bây giờ vợ chồng ở xa nó phải quan trọng cái tình cảm, nó phải mà hâm nóng thường xuyên. Thì bây giờ hâm nóng bằng cách nào? Hâm nóng bằng qua cái lời nói. Ít nhất con vợ con nó cũng phải nói được câu mình khỏe không? Mấy bữa nay không biết mắc cái chứng gì tự nhiên tôi nhớ mình quá, thí dụ nói được câu vậy đàn ông mình nghe cũng vui đúng không cha? Thì anh Kiên này anh mới nói với ông kính vậy quý vị. Thì thật ra là anh Kiên anh nói không có sai quý vị nha. Tuy nhiên thì tại vì cái mức độ mà ảnh đòi vợ nói nhớ ảnh nó liên tù tì quá, một tuần lễ mà cứ cách bữa hai bữa hỏi sao em không nói nhớ anh, như vậy thì giống như cảm thấy người ta cảm thấy hơi bị mệt á quý vị không, nó giống như là áp lực mệt quá. Thí dụ cái lời nói mà em nhớ anh nó phải buộc từ trong tâm nó nói ra chứ không phải là ép buộc để mà nói không. Thì nó chỉ sai ở cái chỗ đó thôi, chứ thật ra cái điều mà ảnh đang nói với ba ảnh là đúng. Vợ chồng hay là bồ bịch mà yêu xa, quan trọng là gì? Cái lời nói, cái sự quan tâm để cho đối phương người ta tin tưởng và đối phương người ta cảm thấy là người ta có cái sự cái niềm tin ở trong cái tình yêu này, đúng không quý vị? Còn đằng này mà vợ chồng mà lãng đãng như bánh canh hoặc là bồ bịch mà yêu xa là đã khổ rồi, mà đằng này còn lãng đãng nữa thì coi như là nó sớm muộn nó cũng ken xì ben. Cái điều anh Kiên nó nói với cha ảnh thì không có sai,
Nhưng mà khi cái cách hành xử của ảnh với vợ thì nó hơi sai ở cái chỗ là như vậy. Đó, nó chỉ khác ở cái chỗ đó thôi. Thế là khi đó thì ông Kính ông mới đinh ninh, ông nói à, thì thôi đi, chắc vợ con từ ngày nó buôn bán á, rồi nó lu sao bu quá, mày cũng đừng trách nó, bây giờ nó còn phải ôm hai đứa con nữa. Rồi trong ngoài gì nó cũng lo một mình nó ở bên Việt Nam, con không có ở bên cạnh, bây giờ nó thành trụ cột. Thì nhiều khi con phải thông cảm, vợ chồng sống nhau cũng phải có hai từ thông cảm nha con. Con cũng phải thông cảm cho con vợ con. Rồi du di, vợ chồng đừng có mấy cái lỗi mà sơ sơ xài xài một hai câu nói mà buồn vui. Rồi sức mẻ tình cảm vậy nó cũng không có hay. Thì ông Kính ông mới dạy con, mới nói vậy quý vị. Tuy nhiên thì trong lòng cái người đàn ông mà lụy tình như anh Kiên, thì bây giờ cha nói cha khuyên là cái chuyện của cha, còn cái chuyện của ảnh nó lụy là cái chuyện của ảnh quý vị không. Cái thế là cái sự mà bụng dạ không yên như vậy quý vị, ảnh chịu đựng như vậy trong vòng vài tuần sau. Thì bây giờ là mới vừa lặng lặng 5 tháng, 4 năm tháng về Việt Nam là đã bị người ta nhắc nhở rồi, đừng về đúng không. Mà giờ tự nhiên lòi chành té mướn ra chuyện này nữa. Thì bây giờ ổng dằn lòng, ổng cũng chờ thêm vài tuần sau. Thì bây giờ nó cũng mới trở lại Mỹ được có 3 tháng mấy, 4 tháng đi làm lại à. Cái giờ ổng lại chuồn về Việt Nam nữa, quý vị coi không, 9 tháng là coi như tổng cộng mới qua Mỹ được có 9 tháng mà về Việt Nam 2 lần. Quý vị thấy trên đời có ai có lịch sử gì không, em nói quý vị rồi. Bởi vậy cho nên là nhiều khi trên đời có nhiều chuyện nó bất ngờ lắm. Cái ổng chuồn, ổng đi về quý vị, ổng chuồn đi về luôn, kệ bất chấp hết, không có cần nghĩ cho ai hết trơn quý vị. Lúc mà ảnh nói ảnh về là ba má ảnh, đặc biệt là ba ảnh là muốn lên Tăng Xong luôn. Ba ảnh nói trời ơi, người ta đã nhắc nhở rồi, con về làm chi. Bây giờ con về, nếu mà con vợ con thật sự nó đã thay đổi, nó có nè tầm bậy tầm bạ ở bển, bây giờ con có về con cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Mà ngược lại bây giờ mày về như vậy là một hồi á là mày còn bị đuổi ở về bên Việt Nam luôn, trục xuất luôn á, là lúc đó là không có cơ hội ở lại Mỹ đâu nha con. Con phải ngồi con suy nghĩ cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng bằng, cái nào từ từ. Bình tĩnh, đàn ông mình phải bình tĩnh giải quyết, đàn ông đâu có sồn sồn vậy được. Mặc cho ba mẹ nói, ba mẹ khuyên quý vị, ổng vẫn khăng khăng là ổng phải trở về, ổng mới yên tâm. Ổng phải về, ổng nói chuyện với vợ, rồi xác minh với vợ để coi là vợ thật sự là còn chung thủy hay không. Ổng mới yên tâm, ổng trở về Mỹ này, ổng mới đi làm được. Ổng nói rằng là nguyên ngày từ bữa tới giờ luôn, là mấy tuần qua ổng đi làm mà đầu óc của ổng nó quay cuồng, nó không có tập trung. Mà nếu mà giờ lâu ngày vậy là ổng sinh ra tâm bệnh luôn, ổng nói vậy đó. Cho nên bây giờ thôi cho ổng về đi. Thì bây giờ ổng khăng khăng vậy quý vị. Bây giờ ổng khăng khăng như vậy thì ông bà Kính cũng phải để đi về. Em nói gì, bây giờ ông bà Kính lớn tuổi rồi, sáu mấy rồi, bây giờ còn hơi hướng nào mà nói mà rân cổ lên nói nữa. Nên bây giờ nó khăng khăng vậy thì thôi, cuối cùng hai chồng rất buồn quý vị, nhưng mà vẫn để ảnh về. Thì khi mà anh Kiên ảnh về, chị vợ ảnh là chị Nga cũng sảng hoàng luôn, chỉ không biết là nên mừng hay nên buồn. Tại vì bây giờ chồng đột ngột xuất hiện là chị đã hiểu là chồng không có tin tưởng mình, vợ chồng sống nhau mà ảnh không tin mình. Ảnh về đột ngột, ảnh không có báo với mình là ảnh về để mình đi đón. Có nghĩa là ảnh đang cố tình như vậy đột ngột đến kiểm tra mình, để muốn bắt quả tang một cái điều gì đó, là ảnh không có niềm tin. Chị Nga chỉ buồn lắm. Thế là chị nghĩ là chồng sống với chồng bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc hôn nhân, sợ vợ chồng con cái sống chung, đồng cam cộng khổ không biết bao nhiêu lần. Đổi lại tới bây giờ chồng vẫn còn không có lòng tin đủ dày với mình. Mà em nói gì, vợ chồng sống nhau quan trọng nhất là hai từ lòng tin nữa và tôn trọng. Mà bây giờ lòng tin nó không có, phải không? Mà chính vì cái sự không tin mình, nó cũng đồng nghĩa là không có tôn trọng mình. Và như vậy thì làm sao mà người ta có thể là tình cảm với mình nó còn dày được quý vị. Nó sẽ bị tổn thương, mà từ cái tổn thương thì tình cảm nó sẽ vơi bớt. Thế là chị Nga chỉ thấy anh Kiên về thì chị cũng cười, nhưng mà cười một cách gượng gạo quý vị. Tại vì trong lòng của chị nó buồn nhiều hơn là vui. Và chính vì khi mà chồng về mà chỉ có vẻ là gượng gạo, không có được vui thật sự. Chẳng hạn như là ảnh muốn chở vợ buổi chiều, chở vợ đi vòng vòng hóng gió, chiều tối á, lái xe mà chạy xe máy chở vợ đi vòng vòng hóng gió, thì chị Nga chị không đi. Lúc này ảnh mới nói là tại sao em không đi, hay là em sợ rồi tôi chở em đi ra ngoài rồi thằng bồ nào đó của em nó nhìn thấy rồi mất công rồi nó ghen hả? Hả? Thì đàn ông mà vậy đó quý vị, em hỏi quý vị, đàn ông với đàn ông mà ghen quá cũng mệt mỏi tâm hồn quý vị. Cái chị Nga chị mới bắt đầu chị tổn thương nữa. Mình không có mà giờ người ta nói vậy. Chị mới tức quá quý vị, chị mới nói là em không có vậy, em đi làm buôn bán nguyên một ngày em quá mệt rồi, buổi chiều em chỉ muốn ở nhà quay quần với lại con cái rồi coi tivi. Anh về thì em cũng sinh hoạt vậy thôi, hồi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Rồi bây giờ em nói với anh là một em còn phải chuẩn bị đồ để sáng mai em bán nữa.
Bây giờ em chỉ cần là được ngã lưng nè, được nằm thong thả coi tivi đồ này kia chơi với con là em thấy vui rồi. Em không cần đi chơi. Thì anh Kiên giờ anh cứ kiếm chuyện, anh nói là không đi chơi rồi tại vì sợ ra đường hồi gặp tình nhân của chị Nga. Rồi hai vợ chồng cãi lộn nhau sùm, em hỏi gì vậy? Ảnh mới về mà vợ chồng cãi nhau thì chồm sớm bắt đầu người ta có chuyện đề tài người ta nói nữa. Người ta mới bàn tán xôn xao, người ta mới nói là sao thằng này nó về hoài ta? Nó mới qua Mỹ chưa giáp năm nữa nó về hai lần. Thằng này công nhận nó hay vậy nha, ai cũng nói vậy nha, thằng này công nhận nó hay vậy nha. Nó đi cách làm sao mà nó đi được trót lọt hay vậy ta? Mà nó về vậy á, mà sau chuyến này nó về vợ chồng cãi nhau quá, không biết có chuyện gì không thì chồm sớm nhiều chuyện mà em nói gì rồi. Cái thế là chị Nga chỉ quá mệt mỏi quý vị, bây giờ chồng về chị thấy rất mệt. Thà là không có chồng bên cạnh chị thấy nó thảnh thơi hơn. Thì do là trái giờ giấc cho nên là sáng á, thì anh Kiên anh ngủ dậy trễ lắm. Tại vì tối anh thức khuya, sầu quần sáng thì dậy trễ. Trong khi đó thì chị Nga là sáng là chị mở ra bán sớm lắm, bán đồ ăn sáng là phải bán sớm lắm quý vị. Thì cái anh Châu giao bánh mì anh cũng phải giao sớm vào cái khung giờ mà chị Nga mới dọn hàng. Cái thế là bây giờ chị Nga chỉ buồn như vậy đó, cái mặt chỉ buồn buồn, anh Châu mới hỏi thăm. Thì hai bên mới có cái lời hỏi thăm qua lại rồi đứng nói chuyện tàn tàn tâm sự nhau. Lúc đó chị Nga chỉ mới tâm sự với anh Châu. Sao à, em hỏi anh Châu nè, hồi nào giờ anh Châu có giờ ghen vợ anh Châu dữ dằn vậy không? Chứ sao chồng em cái tính này ở đâu không biết mà sao hồi đó ảnh không ghen em vậy, giờ ảnh ghen quá trời ghen đi anh Châu ơi. Em buồn em khổ quá. Vợ chồng lâu ngày gặp lại mà ảnh về, ảnh nói chung là nói bóng nói gió rồi ảnh làm nặng mặt nhẹ với em mệt lắm. Thì cái anh Châu này nè, ông Châu mà chủ lò bánh mì nè, ổng mới nói vậy nè, ổng mới khuyên, ổng nói chắc là tại vì chồng em nó cũng thương em quá thôi. Nhưng mà đàn ông thì không phải ai cũng như chồng em đâu. Anh không bao giờ ghen vợ anh đâu, tại vì anh có cái niềm tin với vợ anh. Tại vì anh nghĩ vợ anh mà chọn anh, vợ anh lấy anh thì có nghĩa là vợ anh phải thấy được là anh tốt hơn so với những cái người khác thì cổ mới chọn anh. Cho nên là anh có đủ cái niềm tin là vợ anh sẽ không có này kia là tầm bậy đâu. Vợ chồng sống phải có niềm tin chứ em, cho nên là anh không có ghen tuông bóng gió mà tào lao vậy đâu. Hồi trẻ vậy được chứ giờ mình lớn tuổi ai đâu ghen bóng ghen gió. Thì ông Châu mới nói chị Nga vậy quý vị. Khi mà chị Nga chỉ nghe vậy tự nhiên chỉ thấy ấm lòng. Chị mới nghĩ, chị mới nói với anh Châu nè, em ước gì phải như giá như mà anh Kiên ảnh cũng có cái tính suy nghĩ giống như anh. Mà trong khi đó anh biết không, em với anh Kiên vợ chồng trải qua đồng cam cộng khổ biết bao nhiêu lần. Mà vậy mà ảnh cũng tới giờ ảnh chưa tin em, rồi giờ hai đứa con nó cũng lớn mà ảnh cũng chưa tin em. Em cũng không biết làm sao cho ảnh tin nữa anh. Mà bây giờ anh nói vậy thì em ước gì anh Kiên được như anh. Anh Kiên mà tin tưởng em vậy thì vợ chồng chắc đâu có như vậy. Thì khi đó vậy tự nhiên nói cái câu đó làm chi không, tự nhiên nói cái câu mà em ước gì mà anh Kiên mà được cái tính như anh Châu. Trời đất ơi, nói vậy làm chi, bởi vậy ông Châu này ông mới nhìn là ông thấy là chị Nga đẹp nữa, ông mới chịu đèn luôn quý vị. Nói như vậy có nghĩa là chị Nga chị cũng đã chán với người chồng rồi. Thì ông Châu này ổng là chủ lò bánh mì, ngày nào cũng giao rồi ngày nào cũng ăn sáng ở bên chỗ chị, rồi nói chuyện này kia cũng thân. Bây giờ nghe chị tâm sự nữa, tự nhiên hết người nào chị không tâm sự, chỉ chọn ổng tâm sự, có nghĩa là chị cũng cảm giác là ở ổng chỉ có một cái gì đó gọi là thân thiết và tin tưởng, đúng không? Ổng chỉ mới tâm sự với ổng. Thì đàn ông mà người ta rất là hay, ổng mới biết là chị Nga chắc cũng có ý, cũng nói chung là cũng có cái gì đó gọi là trong mắt chị Nga thì ông Châu cũng có cái gì đó gọi là đặc biệt hơn so với những người đàn ông khác. Chính vì điều đó mà ông Châu này ổng mới đẩy đưa chị Nga luôn. Thì thời gian thấm thoát trôi qua, tới cái ngày mà ông Kiên này á, ổng về chuyến đó xong á, là ổng quay trở về Mỹ. Tới ngày ổng trở về Mỹ quý vị, thì ổng cũng nghĩ trên đinh ninh là bữa giờ ổng về thì ổng thấy vợ ổng cũng không có tò te tú tí hay có gì. Bán xong rồi là tối vợ chồng cũng ở trong nhà không à. Mặc dù là chị Nga không chịu đi ra ngoài đi chơi gì đó kệ, nhưng mà chị Nga đúng thiệt là không có cái gì mà để cho ổng sinh nghi. Trong điện thoại cũng không có tin nhắn cái gì tầm bậy hết trơn, thì ổng cũng thấy yên tâm. Trở về Mỹ trong trạng thái yên tâm. Tuy nhiên khi trở về bển, thì lúc này quý vị vừa trở về tới bên Mỹ thôi là người ta trục xuất ổng luôn, có giấy tờ là báo rồi trục xuất ổng luôn. Và rồi khi mà các anh Kiên này ảnh bị trục xuất quý vị, thì khi mà ảnh bị trục xuất về Việt Nam thì lúc này coi như là ba má của ảnh là ba của ảnh là ông Kính rất là buồn. Tại vì thật sự mà nói ổng cứ đinh ninh là con trai nó sẽ trụ lại bên đây để sau này cháu nội có tương lai. Mà bây giờ tự nhiên thằng con trai mình, tại sao mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, sao tự nhiên nó lụy tình đến mức độ mà bây giờ vậy, rồi giờ mất hết tương lai luôn có gì không? Khi thế là anh Kiên này xách vali lất lất trở về Việt Nam, nhưng mà chuyến này về là về ở luôn, tại trục xuất rồi không có vé về qua Mỹ nữa đâu ha. Ông mới về ở luôn. Và trong cái lần mà trục xuất về Việt Nam ở luôn này nè,
Thế là ông về, quý vị, ông về đột ngột thì lại một lần nữa, ông về đột ngột nữa. Tuy nhiên chuyến này là trục xuất về đột ngột, quý vị, ông không có báo cho vợ nghe. Ông cố tình như vậy để mà ông bắt quả tang coi vợ là có gì nữa không. Nói chung là ông nội này trong tư tưởng là ông cứ nghĩ là vợ ngoại tình không à. Mà thật ra là ban đầu chị Nga đâu có ngoại tình. Mà tại vì ông suy nghĩ hoài là nó mới có đó. Người ta nói luật hấp dẫn mà suy nghĩ cái gì hoài là nó mới có. Cái xong cái chuyến này ông bị trục xuất về, cái ông về bất thình lình, quý vị. Khi mà ông về bất thình lình thì ông không ngờ rằng khi ông về, ông kéo vali vô, lúc đó là buổi đêm khuya, quý vị không? Là giờ chuyến bay thì nó có nhiều chuyến mà, nhưng mà đợt đó là ông về là về tới dưới quê là chuyến khuya rồi, coi như là tầm là 11, 12 giờ đêm. Về tới dưới thì trời đất ơi, em nói quý vị nha, ông vừa giờ vô trong nhà, vừa mở cửa vô trong nhà là hỡi ơi chia địa. Ông vô trong nhà là coi như là ông nhìn thấy cái cảnh á, là chị Nga ngủ với ông Châu. Chị Nga dẫn ông Châu vô trong nhà, hai người ngủ, hai người ở trống á quý vị, ở trong buồng á. Thì coi như là khi mà ông Kiên này, ông về ông kéo vali vô trong nhà âm thầm, thì ông vô là ông mở cửa phòng âm thầm, tại ông thấy khuya rồi, giờ đó lục lục đục lớn tiếng, mất công vợ con thức dậy sao. Tới chừng ông bước chân vô trong phòng, ông mở cửa phòng vô, ông thấy tá quả tâm tinh quý vị. Chị Nga chỉ đang nằm trong vòng tay ông Châu, hai người đang nằm đắp chăn ngủ. Trời đất ơi, quý vị coi chiêu đời thấu không? Thì mình không có biết cái chuyện là trần như nhộng hay là cái chuyện có mặc đồ, nhưng mà nằm chung mà ôm nhau mà ngủ như vậy là quý vị biết trước đó nó phải có cái gì rồi đúng không? Thế là ông Kiên này ông chịu không nổi cái cú sốc quý vị. Bây giờ là coi như là mình á, đã hy sinh, mình thương vợ, mình nhớ vợ, mình không đành á, là bỏ vợ một mình bên đây. Cứ đi đi về về đến nỗi bị người ta trục xuất luôn không? Quá tam ba bận, tới lần thứ ba bị người ta đuổi luôn không? Thì bây giờ mình á, là mang cái sự nhục nhã này từ Mỹ trở về Việt Nam là mình đã bị cái áp lực dư luận về sau rồi. Mà bây giờ về còn chứng kiến cái cảnh con vợ mình nó cắm cho mình cặp sừng, nó dẫn trai vô trong nhà, nó ngủ luôn nữa. Thì bây giờ là coi như là thêm cái sự nhục nhã thứ hai. Nhục nhã nó chồng nhục nhã thì nó là thành nhục nhã nhân hai, đúng không quý vị? Mà bây giờ nhục nhã nhân hai, một người đàn ông như anh Kiên thì bây giờ hồi nào giờ cái ra ngoài đường á, ông tôi Việt Kiều mặt cất không? Mặt rất là lất khất. Cho nên bây giờ tự nhiên á, bị hai cái sự nhục nhã như vậy thì cái mặt á, chắc mai mốt chỉ có cúi gầm gầm thôi, có ông cúi gầm gầm mà đi thôi, giống như lụm bạc cắt vậy. Thì trong cái cơn nóng giận quý vị, suy nghĩ là mình sẽ vô trong cái đường cùng, phải không? Vô trong cái đường cùng và cái thế kẹt. Nóng quá chịu không nổi, ảnh đi thẳng xuống trong vô trong bếp á. Không nói không rằng, không cho vợ biết gì luôn, thấy vợ đang ngủ say trong vòng tay của ông Châu mà. Im lặng lầm lì vô trong phòng nhà bếp á, lấy cái con giờ đi thẳng vô trong phòng của hai người đó đang nằm. Và vừa vô một cái là coi như là liên tù tì luôn, là coi như ông Châu này là sau đó là ổng đâu còn đi gì nữa quý vị, không có đi nhà thương nhà thiết gì hết trơn á, là dậy xong là coi như knock out ổng luôn, đứt chỉ và mỹ lụm dây chai. Ông Châu ổng đứt chỉ và mỹ lụm dây chai, nhưng mà anh Kiên ảnh lại không làm chị Nga hoàn toàn nha, chỉ làm ông Châu vậy thôi. Thì lúc mà làm ông Châu này ổng mới bắt đầu là coi như là la lên, thì bà Nga này bà tháo chạy quý vị, tháo chạy rồi con cái nó thức dậy nữa. Cái thế là lúc đó vậy thì tri hô lên chòm sớm qua nữa là mọi chuyện nó đã xong rồi. Lúc đó thì người ta mới gọi cho cơ quan xuống, thì quý vị thấy có người nào mà Việt Kiều Mỹ mới vừa về Việt Nam ọt liên tục và đưa xuống đồn luôn không? Đó là ông Kiên. Cái thế là bây giờ quý vị mới vừa về luôn, chưa có kịp mà ôm vợ một cái nào thì coi như là đi xuống dưới đồn uống nước trà. Khi mà ông Kiên xuống dưới đó là ổng mới vừa xuống, ổng vừa khai mà ổng vừa khóc quý vị. Ổng vừa khai mà ổng vừa khóc, ổng nói là cả cuộc đời ổng hy sinh vì vợ. Mà bây giờ vợ ổng làm cái chuyện ô nhục đối với ổng, cho nên ổng chịu đựng không nổi. Cái này nó liên quan tới mặt cảm xúc. Bây giờ anh nghĩ đi, ổng hỏi cái người mà lấy lời khai, ổng nói bây giờ anh là đàn ông, anh nghĩ đi. Nếu như mà anh chứng kiến như trong cái hoàn cảnh như tôi hy sinh vì vợ, tôi về, tôi từ Mỹ tôi về Việt Nam hai lần và tôi bị người ta đuổi trục xuất. Vì vợ mà tôi bị trục xuất như vậy, tôi mất hết tương lai rồi, gia đình rồi con cái mất hết tương lai là cũng vì vợ tôi. Vậy mà bây giờ tôi về, vợ tôi làm cái sự như vậy với tôi, thì anh nghĩ đi, nếu anh trong vai trò của tôi thì anh có chịu nổi không? Ông hỏi vậy. Quý vị không? Thì ông vừa nói, ông vừa khóc lóc, ông vừa khóc sướt mướt quý vị. Khi mà chị Nga chỉ thấy cái câu chuyện vậy, chỉ báo tin qua bên nước ngoài cho ông bà Kính. Thì ông Kính ông nghe xong là ông ép tim quý vị, ông thở không nổi, là coi như đưa vô nhà thương là ông Kính ông cũng đứt chỉ luôn. Ông lớn tuổi rồi quý vị. Trời em nói gì, sáu mấy tuổi vẫn đi cài đi cấy là quý vị biết rồi, vẫn đi cài vì con. Giờ để mà sau này có tiền về hồi hương này kia, ở gần cháu nội, ở gần con. Vậy mà bây giờ vậy quý vị.
Chứ thế là coi như là chị kiếm đồ này kia là bắt đầu là gọi điện qua bên nước ngoài họ hỏi tình hình, thì cuối cùng nhận tin là cha mình đứt chỉ ở tại Mỹ lụm dây chai luôn, từ làm hãng chuyển qua hành nghề dây chai. Thì bà Kính bà quá đau khổ, bà cũng xỉu lên xỉu xuống ở bển, quý vị nhập nằm ở trong nhà thương bệnh viện một mình, không có con cái gì chăm hết trơn, quý vị coi khổ không. Rồi cái cuối cùng sau đó thì bà Kính bà tỉnh tỉnh lại rồi đó, thì bà mới phải gì gồng mình lên, gồng mình lên để tỉnh táo để mà lo hậu sự cho chồng, là thiêu đó, thiêu lấy cốt đó. Rồi bà mới tính tới cái đường là ôm cốt trở về Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ là tuổi cao mà sức cũng đã yếu, bao nhiêu thời gian qua em hỏi quý vị có con người nào mà bào sức mà tới năm sáu mấy tuổi người ta vẫn phải cài. Con cái nó làm khổ cha mẹ vừa phải thôi, thiệt sự nếu mọi nghe nếu mọi ứa thiệt quý vị, nếu mọi xong thì mọi không có thích con cái bất hiếu nha, nghe tới đây là nếu mọi ứa thiệt. Cái xong cái bắt đầu là coi như là kiểu giống như là bà Kính bà phải ôm cốt chồng trở về Việt Nam. Cái lúc mà ôm cốt chồng trở về Việt Nam quý vị, bà Kính bà ngồi trên máy bay mà bà vừa ngồi bà vừa khóc quý vị. Tại vì bây giờ bà không ngờ rằng cuối cuộc đời chồng mình rơi vào cái hoàn cảnh là con á, nó làm cho mình bị như vậy. Rồi cuối cuộc đời bây giờ chồng mình bây giờ như vậy, rồi bây giờ chồng về Việt Nam, vợ thì về Mỹ. Tuy nhiên trong cái lần ôm cốt chồng về Việt Nam quý vị, thì bà Kính này á, bà mới được mấy đứa con nó bu lại là chị Khiết với là chị Kiếm á, mà đặc biệt là chị Kiếm rất là khá. Chị Kiếm mới nói với má là thôi bây giờ má về hồi hương ở luôn đi. Bây giờ con Nga nó không nói với con cái của nó, bây giờ con Nga thì nó giống như là ly hôn với thằng Kiên rồi. Rồi thằng Kiên thì nó vậy là chắc nó cũng đi luôn rồi. Thì bây giờ là hai đứa cháu nội, bây giờ má về má sống gần hai đứa cháu nội đi. Rồi căn nhà này là căn nhà thờ thì má về, ngày ngày má có thể là thắp nhang hương khói cho cha. Bây giờ má về đi rồi tụi con là cứ thỉnh thoảng là qua thăm má, qua chơi với má, má gần tụi con má cũng vui phấn chấn tinh thần nữa. Cái thế là bà Kính bà nghe vậy cũng hợp lý vì chuyến đó về Mỹ, về ôm cốt chồng, về lo chôn cất hậu sự xong bên Việt Nam, bà trở về Mỹ xong là coi như là sau đó là bà buông hết tất cả ở Mỹ gì hồi hương về Việt Nam. Mà sau bao năm bên Mỹ bây giờ trên người của bà Kính trở về thì cũng chỉ chẳng có bao nhiêu quý vị. Tiền thì con trai nó phá, những cái lần mà nó về Việt Nam nó xin tiền bả mua vé máy bay là quý vị biết cỡ nào, anh Kiên á. Cái bây giờ hai vợ chồng bây giờ ông chồng thì đứt chỉ, rồi bả lo hết trong ngoài, rồi giờ bà Kính bả về Việt Nam hồi hương trên người tiền không còn là bao. Rồi khi mà về đây quý vị thì nói nào ngay nha, là chị Kiếm thường xuyên qua lại thăm mẹ lắm. Chiều nào cũng qua ăn cơm với mẹ, vợ chồng chị Kiếm chiều nào cũng dẫn con qua ăn cơm với mẹ hết trơn á. Rồi hai đứa cháu nội gái thì nói nào ngay á, nó cũng thương bà nội dữ lắm. Tuy nhiên thì hai đứa con gái nó cũng giận mẹ không, nó không có gặp mẹ. Mà nó cũng giống như là buồn cha nữa quý vị. Nói chung là hai đứa con gái này tâm trạng nó cũng lẫn lộn lắm. Nói chung chung quy lại bây giờ nó chỉ thương bà nội thôi. Tại nó nghe kể hoàn cảnh đồ đó, cô nó kể đồ, thì nó biết là bà nội nó với ông nội nó rất là khổ vì cha vì mẹ nó. Cho nên là tụi nó giờ thương, ông thương bà nội nhiều. Thì sau đó quý vị, sau đó thì coi như là hai đứa con của chị Nga, hai đứa con gái Cà Na xíu muội á, thì sau đó là con xíu muội nó mới lấy chồng cũng ở dưới quê luôn. Rồi cái xíu muội lấy được chồng khá lắm ở dưới quê á, cho nên là xíu muội nó ra ngoài nó ở nhà riêng với chồng. Rồi còn có con Cà Na thì cũng sau đó nó cũng lấy chồng, nhưng mà nó lấy chồng ở xa, ở Bình Dương hay gì á. Rồi không biết thì vợ chồng nó sống nhau được vài ba tháng sau khi cưới thì tự nhiên cái giả của bụng bầu vợ chồng ly hôn xong, cái thằng Cà Na nó ôm bụng bầu nó trở về dưới quê nó ở với lại bà nội nó. Thì bây giờ là thành ra cái căn nhà thờ đó chỉ còn có bà Kính với lại là đứa cháu nội là thằng Cà Na nó ở thôi, với lại vợ thằng Cà Na nó có bụng bầu nó sắp đẻ rồi, thì chắc là đẻ xong nữa thì có thêm đứa cháu cố nữa quý vị không. Thì cái câu chuyện đến đây nó đã kết thúc mà quý vị thấy bẻ bàn chưa. Bây giờ chị Nga thì không biết cuộc đời trôi dạt về đâu, chắc về lại xóm nước đen ở. Còn anh Kiên thì bây giờ là ủ tờ tới mòn đời luôn, không biết chừng nào ra. Câu chuyện đến đây nó đã khép lại và nó cũng là một cái bài học. Trời ơi, ngay từ đầu á là vợ chưa có ngoại tình đâu. Mà vì mình ghen quá cái người vợ, người chồng phải không? Bởi vì cái sự ghen quá nó cũng không hay. Mình ghen cái nào, mình ghen đúng nơi, đúng chỗ, ghen đúng chuyện phải không? Ghen cũng vừa ở cái mức độ cường độ vừa phải và thưa thớt thôi. Trời đất ơi, ghen gì mà ghen vậy? Em hỏi quý vị, ghen vậy á, cái người mà yêu á nha, mình không nói là vợ chồng, rất là mệt quý vị. Mà khi mà họ mệt quá thì nhiều khi ban đầu họ cũng, tại vì họ mệt mà họ cảm thấy sao quý vị không,
Tại sao mà mình thương người ta cỡ đó mà người ta không tin mình? Người ta cảm thấy là người ta bị thiếu cái sự tôn trọng quý vị. Chính vì cái điều đó đó mà tự nhiên nó mới làm phát sinh ra vấn đề là cái người trong cuộc mà bị cái người kia ghen á, cái người trong cuộc đó người ta chịu không nổi áp lực đó, người ta mới phải là cái gì? Sinh lòng với lại người khác quý vị không? Tại vì thấy người khác nhẹ nhàng, ôn tồn, không có cái sự mà vồ vập, ghen tuông thì người ta thấy ở gần cái người kia người ta thấy thoải mái tinh thần hơn, người ta sẽ bắt đầu tha lòng. Ban đầu không có tha lòng đâu, nhưng mà chính vì cái sự ghen tuông áp lực, thiếu tôn trọng đó nó mới làm cho người ta đẩy người ta vô cái con đường tha lòng. Thì thật ra không phải ai cũng tha lòng tầm bậy như vậy. Cũng có những người người ta rạch ròi rõ ràng, chia tay chồng rồi thì mới đến với người khác. Hoặc là thí dụ chịu không nổi cái cảnh này thì chia tay, anh không tin tôi nữa, sống với anh bao nhiêu bây giờ từng tuổi này anh vẫn còn không tin thì thôi vợ chồng ly hôn. Ví dụ vậy, rồi xong rồi ly hôn xong hay như thế nào đó, ly hôn rồi gạch gọi giấy tờ thì mình mới đến với người khác. Còn mà cái chuyện mà đang chồng sờ sờ mà chồng bên Mỹ mà vợ dẫn cho người đàn ông khác về nhà ngủ qua đêm ở nhà thì thật ra là bà Nga bà sai, quý vị không? Cũng sai. Ở trong câu chuyện này là đôi bên đều có cái sai riêng của mỗi người. Không có người nào là đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn cả. Thì cái câu chuyện đến đây nó đã khép lại, mong rằng quý vị mình nghe xong có thể là chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cùng với Neo10 TV. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị, cô chú anh chị trong một video kế tiếp.